chào hai đồng chí. Cho được dùng cái từ đồng chí cho thân thiện đúng không? Xin chào hai đồng chí. Chào em, xin phép chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân cùng toàn thể quý vị trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Văn Giang, cấp bậc là thiếu tá. Hiện đang công tác tại tiểu đoàn 24 quân y sư đoàn 5. Công việc chính của em là hàng ngày là khám chữa bệnh cho cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn, cũng như là kết hợp với lại là khám từ thiện cho những cái gia đình chính sách và những cái hộ nghèo ở vành đai trong gần đơn vị. Năm nay là em 39 tuổi. 39 tuổi. Xin mời chị ạ. Mời vợ. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Thanh Vân ạ. Em là Đỗ Thị Thế Giang, em là công tác tại sư đoàn bộ binh 5. Em năm nay 37 tuổi ạ. Xin cho một tràng pháo tay để cho The bớt hồi hộp. Ô, không biết là The với anh Giang là đã kết hôn với nhau được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, vợ chồng em kết hôn được 16 năm rồi ạ. 16 năm rồi nha. Thế thì không biết là Giang với The là quen nhau là từ khi nào ạ? Mà cơ duyên nào lại gặp nhau? Em với vợ em quen nhau là không phải đầu tiên được gặp nhau, là em chỉ để ý thôi. Tại cái lúc ở trong đơn vị cách đây cũng mười mấy, gần 20 năm á, thì đơn vị của em với lại đơn vị của bà xã em là cách nhau có cái hàng rào thôi. Thấy cái cô bé này nhỏ nhắn dễ thương mà tóc ngày xưa tóc dài lắm kìa. Dạ, thế em đi tìm cách em hỏi xem là nhà đâu, rồi là đã có người yêu hay chưa, thì bắt đầu em đi ra em làm quen. Sau một thời gian cũng quen nhau cũng khoảng được mấy tháng, gần năm gì đấy, chỉ là trò chuyện thăm hỏi nhau thôi. Dạ, đúng không? Em cũng có ngỏ lời, nhưng mà em ngỏ lời là ngày xưa mình không có Zalo, không có Facebook như bây giờ, mà là nhắn tin qua tin nhắn. Vợ em ấy cũng nhắn lại nói là em chỉ xem anh như anh trai thôi, xem anh như anh trai thôi. Nhưng mà anh hỏi Giang nè, là bên doanh trại kia là có phụ nữ nhiều không? Ngoài The ra thì có nhiều nữ quân nhân không? Một đơn vị như vợ em là cũng có khoảng độ 4 đến 5 chị như thế. Bên anh Giang là quân y, còn bên chị The là gì ạ? Dạ, bên em là bên hậu cần ạ. Hậu cần. Bên nấu cơm cho bộ đội các thứ cầm dương. Hay quá, như vậy là cô gái 20 tuổi ngày đó đã lọt vào mắt xanh của chàng trai 22 tuổi. Chắc là thời điểm đấy thì The chưa có nhiều tình cảm với anh Giang như là anh Giang có nhiều thiện cảm với The trước, đúng không? Và mất bao lâu thì The mới cảm thấy là anh chàng này cũng rất là đáng yêu? Thì cũng một thời gian tụi em có đi học, xong rồi dần dần thì quen. Dần dần là bao lâu? Cũng một thời gian khoảng 2-3 năm gì ạ. 2-3 năm mới đổ. Wow, cô này khó cưa nha. Em thấy anh này thì lúc quen là tụi em là thường thường là quen ở bên ngoài, chứ không trong quân đội thì tụi em này trong cái giờ hành chính làm việc thì mỗi người mỗi nhau. Việc những cái lần đầu tiên gặp ảnh thì có cái ấn tượng gì về ảnh không? Thì bộ đội là em chỉ thích bộ đội thôi ạ. Tại vì từ nào giờ em chỉ yêu quý chú bộ đội thôi. Nhưng mà có thấy thích ảnh không? Dạ có. Lần đầu gặp là đã thích luôn. Dạ, thấy ưng, nhưng mà đến lúc mà trò chuyện thì thấy nó mới ra cái ghét ạ. Sao ghét? Tại vì thấy chảnh quá nên em ghét. Có phải chảnh? Không phải chảnh đâu chị, tại vì do nhiều khi là lúc thanh niên mà em đi quen thì cũng là hay nói chuyện này kia, thì nghĩ là trong lòng thì cũng thích rồi đấy, nhưng mà kiểu là ở ngoài thì cũng chưa nhận lời ấy. Tức là cũng phải lên chiến thuật thì là mới cưa được cô này đúng không ạ? Thế chiến thuật của chàng Giang lúc đấy như nào? Em thì đơn giản lắm chị, tại vì tính nhà em nó thẳng. Nên là muốn cái gì là mình biểu lộ tình cảm. Nhưng mà nó gặp cái trở ngại, ví dụ như là có chị em ở trong này có này kia thì cũng bảo thôi, thì giờ đang còn trẻ như vậy thì quen anh này không biết là có đi được tới đâu không, thì gia đình cũng không muốn cho quen. Nhưng mà em thì nhất quyết, mà vợ em thì cũng thế, và đến một giai đoạn là tự gia đình sẽ hiểu thôi. Đến khi nào thì The mới là có cảm tình với Giang, làm cách nào để coi như là vượt qua được tất cả những cái cản trở của gia đình hai bên để mà đến được với nhau? Dạ thì cũng theo thời gian rồi tụi em dần dần rồi trò chuyện rồi quen, lúc nào đó không biết. Nhưng mà em thích nhất ở cái tính của anh là gì? Dạ cũng bản lĩnh ạ. Bản lĩnh ạ. Đàn ông đúng không? Dạ. Đấy, ngay từ đầu nhìn thấy nhau đã nhìn qua cái hàng rào rồi, nên cũng phải vượt qua nhiều rào cản lắm mới đến với nhau đấy anh ạ. Như vậy là sau bao nhiêu năm thì hai người đi đến quyết định là sẽ kết hôn với nhau?
chắc chừng khoảng độ 3 năm, 4 năm gì đấy. À, yêu nhau 3, 4 năm. Nhưng mà tụi em yêu nhau thì là toàn bộ là hai bên gia đình là ở ngoài kia hết. Và hai vợ chồng công tác trong đây thì hầu như là bên đằng nhà trai thì cũng không biết mặt con dâu. Mà bên đằng gái cũng không biết mặt con rể. Thế là em mới xin cái địa chỉ. Em xin cái địa chỉ xong mới gửi cho bố mẹ em là bảo sang bên nhà nhà gái để nói chuyện, chứ còn hai vợ chồng chưa có về. Không, nghĩa là đi gặp mặt mà không phụ huynh có gặp nhau. Dạ, phụ huynh mà không có các con. Dạ. Nhưng mà hai quê hai bạn ở đâu? Em thì quê ở Nam Định, còn vợ em thì ở Kim Sơn Ninh Bình. Ôi, gần nhau quá. Dạ. Kim Sơn Ninh Bình là quê của chị luôn. Đấy. Dạ. Đúng rồi. Đồng Hương. Đồng Hương đó. Cuối năm 2007 thì tụi em ở trong đây với bảo thôi Tết năm nay về ra mắt, thì ở trong này em cũng có một bác ruột ở trong này cũng làm trong ngành quân đội á. Bác bảo thôi bây giờ xác định nếu như hai đứa mày mà tới với nhau á thì về là cưới luôn chứ không có ra mắt nữa. Nên là hai vợ chồng em mới quyết định là thôi đi đăng ký kết hôn trước. Đăng ký kết hôn trong này xong cái là báo ra ngoài đó là ấn định ngày cưới là ở ngoài đó xem ngày cưới, rồi hai vợ chồng xin phép đơn vị nghỉ phép về cưới trong dịp Tết luôn. Trong đây với ngoài ấy là như phối hợp ăn ý với nhau. Nhưng mà anh có cái này anh thắc mắc, anh muốn hỏi nha. Ví dụ như em quen với người ở ngoài đi, ở ngoài ngành á, thì nó khác. Ví dụ như mình có thể là mình có những cái giờ giấc kỷ luật, mình được phép đi ra ngoài á thì mình mới gặp nhau được. Còn hai bạn cùng làm đồng đội với nhau, đúng không? Cùng làm chung với cái ngành với nhau. Vậy thì mỗi một lần hẹn hò với nhau thì nó có khó không? Có nghĩa là giờ hành chính ấy, thì là tụi em không có gặp nhau. Chỉ có ngoài giờ hành chính là buổi tối ấy, thì có thể là ra ngoài. Ngày trước là vợ em là ở nhà trọ mà. Thì em thì ở trong đơn vị. Lúc là chưa có gia đình thì đang ở trong đơn vị. Thì buổi tối thì có đi ra nhà trọ tìm hiểu thì quen nói chuyện ở ngoài đó thôi. Chứ còn trong giờ hành chính là việc của ai người đó làm. Thế còn nhớ cái chi tiết kỷ niệm nào mà nó ghi dấu ấn cho cái buổi mà hẹn hò mà nó ấn tượng á? Dạ, cũng có một cái chút kỷ niệm mà em nhớ là anh có chở em đi chơi á. Thế là lúc đó mấy giờ? Cũng khuya khuya rồi ạ. Anh chạy xe, em thấy chạy nhanh quá em sợ. Xong em mới giả bộ em thả một cái dép xuống em làm rớt á. Xong rồi em bảo ôi anh rớt dép rồi. Thế là anh dừng xe lại, xong rồi em nhảy xuống xe là em không đi nữa. Nhảy xuống xe là em không đi nữa. Thế là anh quay lại anh đón em cũng không đi nữa. Tại vì em sợ, anh chạy xe nhanh lắm. Tức là sợ chồng chạy xe nhanh quá nên là vứt dép xuống để xuống. Cái lúc đó là đang yêu nhau thôi. Đang yêu nhau. Nhưng mà em sợ gì? Em sợ là ông chạy tốc độ hả? Dạ. Sao ra không nói? Sao không nói là anh chạy chậm lại? Cũng có nói nhưng mà... Nói mà anh càng chạy à. Nó bảo anh ăn chơi lắm. Đó. Anh chơi đó anh chơi. Nhưng mà lúc đó là em đi bộ về luôn hay sao? Đó, em đi bộ về luôn. Là giận luôn. Đúng rồi, trong đêm em vẫn cứ đi bộ vậy đó, đêm khuya em cứ đi rồi. Rồi ổng dẫn xe lẻo đẻo theo năn nỉ. Không, anh chạy về luôn. Anh chạy về luôn. Xong hồi sau anh quay lại anh mới đón mà em không lên. Dữ ta. Ủa alo. Lúc đó cũng gần về tới phòng trọ rồi chị. Thế tại sao lại để cho cô ấy đi bộ về? Nguy hiểm. Có nghĩa là em quay lại em chở như một mực là không lên. Không chịu. Mà lúc đó thì thanh niên mà chị, tự ái cao và không lên thì thôi tôi đi về thôi. Không lên thì tôi đi về. Nhưng mà sao lần đó ổng có bớt tốc độ lại không? Dạ có, thì em cũng có nói là nếu như mà chạy thì phải giảm một chút nữa thì em còn có thể đi cùng. Nhưng mà sau này á, khi mà có gia đình, hai vợ chồng lấy nhau có con rồi á thì nên đổi ngược lại. Em thì chở con em trong đằng sau, không bao giờ em chạy 40 cây trên cái 40 cây số một giờ. Và cô ấy thì cứ vội vàng đi làm là cứ tất bật, giờ giấc là lúc nào cũng phải 50-60 chạy. Gió đổi chiều. Và ở đơn vị em bảo ở đây có vợ Giang chạy xe nhanh thế mà. Cứ hết tan giờ cái là thấy chạy vèo hết ra tới cổng rồi. Như vậy là lúc yêu với lúc cưới là hai con người hoàn toàn khác nhau đúng không? Đúng rồi. Thế em có bị vỡ mộng hôn nhân không? Không, thực ra thì hai vợ chồng tính cách thì nó hợp nhau. Đâm ra là nếu mà khi mà sau hôn nhân mà về mà có xảy ra khúc mắc hay là bất đồng quan điểm chỉ có về vấn đề về con cái. Dạy con cái, với hai nữa là giai đoạn đầu thì nó cũng khó khăn về kinh tế. Dân tới là cũng có những cái không bất đồng quan điểm thôi chứ còn thực ra tính cách rồi kể cả ăn uống này kia là hai vợ chồng rất là hợp nhau. Cái giai đoạn khó khăn nhất của hai vợ chồng đó là những gì ạ? Cái lúc mà mới cưới nhau ấy, như hai vợ chồng em mà đi thuê nhà trọ rồi là có con cái nữa. Đó là nó chi phí, thay vì ngày trước là có một mình thì mình chi phí một mình, như yêu đó là có khả năng đủ.
Nhưng bây giờ thêm cả vợ nữa thì đấy là thêm con, rồi thêm nhà trọ, rồi thêm đủ thứ. Mà lương lúc đó tụi em nhớ không nhầm là trừ hết các khoản đi thì chắc rơi vào tầm chưa tới 1 triệu. Trời. Một người. Lâu rồi mà. Dạ. Và cũng may là cũng có ông bà nội là cũng hỗ trợ ví dụ như một tháng là gửi vào cho 1 triệu để mua sữa. Và cứ đều đều như vậy đến lúc mà con em được 1 tuổi thì bà đón ở đó bà chăm. Lúc đó em đi học nữa thì càng vất vả nữa. Thế là hai vợ chồng cưới nhau là năm hai vợ chồng bao nhiêu tuổi ạ? Em lúc đó là 24 tuổi. Trẻ quá. Tức là vợ mới 22. Vợ 22. Ôi trẻ quá luôn ấy. Có khi nào khó khăn quá phải bay ra quê để mà nhờ trợ giúp từ ông bà không? Thì ví dụ như cái lúc mà mới cưới nhau thì ví dụ về nhà mà gia đình mà có cái gì mà mình có thể xài được á thì mình mang đi cho đỡ tốn tiền mua. Ví dụ là những món là liệt kê. Ví dụ như là mấy cái bếp ga mà hồi đó không có bếp ga đôi mà chỉ có cái bếp ga nhỏ nhỏ xíu, cái bếp đơn đó. Bếp ga rồi là thau chậu các thứ, mình hồi đó đâu có đi máy bay đâu anh, đi bằng xe đò mà. Mang vào được. Mang vô được luôn. Dạ. Nói chung là bây giờ thì cuộc sống đỡ vất vả hơn rồi đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta đến cái phần kia đi em ạ. Vâng. Đây sẽ là cái phần mà ai cũng chờ đợi cả. Không biết anh bộ đội có chờ đợi không ạ? Lời thú tội trước bình minh. Thôi bây giờ bắt đầu the trước bây đi. Dũng cảm lên the. Nói chung là chồng em tật xấu thì cũng có nhiều lắm á. Nhiều khi về là về nhà, mỗi lần được về nhà anh là toàn cứ cởi cái bộ quân phục hay là quần áo bình thường vậy, cứ về là trên ghế một cái, dưới võng một cái, cứ để lung tung vậy đó. Là bừa bộn. Dạ. Lần đầu tiên thấy có một anh bộ đội bộ. Anh này cụ hiếm á. Anh này cụ hiếm nha. Anh về là anh xả. Dạ. Tật xấu đó là ngủ ngáy. Ngáy dữ không? Dạ, ngáy mà không ai ngủ được luôn. Chứng tỏ là anh rất mệt đấy. Vậy như mỗi lần về nhà ngủ thì sao em? Là em phải ngủ trước đúng không? Không, em không ngủ được, ngáy không ngủ được. Sau này em mới quen em ngủ được. Nghiền rồi, tức là... Về nghiền. Là tiếng ngáy giống như tiếng ru rồi đó. Dạ. Giờ mà không có chồng ngủ ngáy là không ngủ được đúng không? Nhưng cái này em vẫn thấy dễ thương nha, em chưa thấy gì xấu hết á. Tại vì ngáy là không thể nào mà liệt kê và thật xấu được. Tại vì chúng ta có biết là mình ngáy đâu. Đúng rồi. Tội lắm, tội mấy người ngáy. Tại cái tật em nó dễ ngủ. Nằm ghế này ngủ ngay à. Còn gì nữa không nè, ngoài bừa bộn ra thì còn gì nữa không? Có gia trưởng không? Có hay ăn hiếp vợ không? Không thì anh thì cũng không có gia trưởng. Như vậy là có mong muốn anh ấy cải thiện cái việc mà vứt đồ lung tung không? Dạ có. Sau này anh cũng gọn gàng lại rồi chứ không có bừa bộn như thế nữa. Tức là đã sửa được cái tính đấy. Dạ. Rồi. Đến khi sau này mà cưới em về xong rồi đâu biết nấu ăn đâu. Xong rồi em về em cứ dậy xong rồi dần dần bây giờ nấu ăn ngon hơn em, còn nấu toàn món nhậu á. Còn ngon hơn em nữa. Trời ơi, tụi em nghe em đói quá. Rồi bây giờ tới Giang đó. Em thì thực ra như vợ em thì tiếp xúc từ đầu, bây giờ các anh chị biết rồi. Vợ em thì lên đây vậy thôi, nhưng mà là tính cũng hay, cũng nóng tính lắm. Ôi, thật á? Nóng tính trong vấn đề dạy con cái á. Rất là nghiêm khắc. Không hài lòng cái gì cái là la mắng liền. Mà trong khi đó là nhiều khi là em thì em hay phản đối trước mặt con, nên là hai vợ chồng kiểu vậy mà. Anh cứ để cho em dạy thì anh lại nhảy vào anh nói thì đâm ra là con nó không sợ. Đúng rồi. Thì đâm ra em thì bảo cái này nó chưa hợp lý. Đâm ra là hầu như là hai đứa con nhà em thì nó thích nghe em nói chuyện hơn. Vợ em thì ví dụ như con mà ví dụ bỏ cũng giống bố vậy đó. Bỏ đây mà cái tập đây cái quần cái áo là bắt phải đang làm cái gì chăng nữa đứng lên nhặt bỏ vào vị trí liền, nhưng không có được là nói xong một tiếng sau hay là nửa tiếng sau mới làm. Không để ý xem là cảm xúc của con nó thế nào. Đâm ra em lại hay bình mà thôi thì nó đang làm dở cái này để tí nó làm xong nó quay lại nó nhặt. Vợ bảo em đang dạy con thì anh này nói thế thì đâm ra là con nó không sợ. Hồi nãy đó là giới thiệu ảnh là làm trong quân y. Quân y. Là khám bệnh. Đúng. Thì binh thì đâu phải là chỉ có nam không. Đúng rồi. Phải có coi như là quân nhân nữ nữa chứ. Đúng không? Nhiều khi có khám nữ không? Có, cũng có. Có ghen không? Chắc là cũng có chút. Chút thôi. Như em thì ngoài khám cho bộ đội rồi là cho các thủ trưởng ra thì cũng có đi khám, tham gia đi khám sức khỏe cho hàng năm, cũng khám cho mấy chị này luôn mà. Phải khám định kỳ 1 năm 1 lần toàn bộ các chị trong sư đoàn. Chị xe có nhắc nhở không? Không phải là không, vợ em không biết đâu, nhưng mà kiểu cứ về nghe mấy người ở trong đơn vị của em cứ ghẹo ghẹo mà. Ui giời, ông này ông đi ra kia ông ghẹo gái dữ lắm đấy. Là vậy.
sao? Mỗi lần sao? Là về em hỏi liền luôn á. Hỏi như nào? Thì em hỏi là nay có gắm với cô gái đẹp gì không á, đó là anh cũng khai hết luôn, anh cũng nói. Dạ. Nhưng mà thật sự là có suy nghĩ không? Không, em chỉ kẹo chơi vậy thôi chứ còn em không có ghen. Thực chất là không phải là mình ghen mà mình chỉ hỏi vậy thôi. Vậy thì Giang có mong muốn là The phải thay đổi gì không? Thì thực ra nếu mà mong muốn thay đổi thì cũng mong muốn như vậy là bớt nói nhiều càm ràm với con cái đi. Thì để ý tới cảm xúc của con cái một xíu. Thực ra người phụ nữ ấy là thường là họ quá nhiều thứ phải lo toan ấy, là họ sẽ rất là dễ bị càm ràm. Nên là cái điều này cũng mong các anh thông cảm. Vì nó cũng, em nghĩ nó cũng là một đức tính tốt đấy. Nếu mà mình không càm ràm thì làm sao mà các con nó ngoan được, nó nên người được. Cho nên là đôi khi mình, nếu mà mình nhìn ở góc độ khác thì mình sẽ lại thấy đấy là một điều rất là tốt. Mà vợ mình rất chăm lo cho con cái thì vợ mình như thế. Vâng, tôi năm đầu tiên là tôi đã thông và tôi đã rất cảm rồi. Hai người đang có một cuộc sống viên mãn và có một cuộc hôn nhân rất là tuyệt vời. Và hy vọng là sau chương trình ngày hôm nay thì hai người hiểu hơn về nhau và sẽ càng ngày càng viên mãn và hạnh phúc hơn nữa nha. Dạ. Dạ, rồi mình nói một chút điểm mạnh. Rồi mình nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha. Và điểm mạnh của em thì em cảm thấy bản thân mình là người khá là cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Tính tình của em cũng thì nhược điểm của em thì có thể hơi khó tính một xíu, có sự quan sát một xíu với mọi người. Quan sát ở đây chỉ dừng ở mức là ghi nhận chứ không đánh giá. Tình duyên của em thì em đã trải qua 3 năm ạ. Chính thức mình nói. Mình nói luôn cái lý do tại sao, mình chia sẻ cụ thể giùm ha. Lý do chia tay hay sao chị ạ? Đúng rồi, mình chia sẻ ra về những cái mối tình đó đó. Thì để em chia sẻ mối tình gần nhất đi, còn mối tình kia thì là chỉ là thì mối tình gần nhất thì do là hai người chưa cùng một cái chí hướng để mà có thể phát triển trong công việc cũng như là sự nghiệp sau này, nên là alo. Dạ alo, em chia sẻ tới đó xong rồi đó chị. Dạ. Ba mối tình mà bạn chia sẻ, mối đầu tiên, mối thứ hai, mối thứ ba. Mối đầu tiên thì cấp cho ra trường xong thì mỗi người sẽ một bạn cần thì lần thứ ba thì có tên là em cần thì tính toán đi hai ba nói chung do thời gian anh thì tính cũng chưa có hợp hẳn là hợp lắm nên lại em chia sẻ sao. Em nghe em kiểm tra cái gì chị hơi, em chưa nghe rõ cái từ sao của chị, từ kiểm tra thì em nghe được rồi. Em mới chuyển qua 4G rồi ạ. Hiện tại ổn không chưa ạ? Rồi, nói chung đường truyền nó cũng chập chờn quá. Rồi, thì vậy theo bạn thì cái lý do sao mà bạn không tìm được người yêu mà bạn phải vào chương trình? Thật ra cái này em cũng chắc là em, nếu mà vấn đề nói về tâm linh thì xíu thì chắc là được gọi là người tình duyên lặng đặng. Em cũng có tìm hiểu nhiều người nhưng mà kết quả thì là không có cùng quan điểm nên là dừng lại. Cái do đó là về tâm linh, còn hướng là do là chính yếu nhiều hơn, là nếu mà một người nào đó mà gặp em thì có thể đoán là em đã có người yêu rồi, hay là em có tính tiêu chuẩn cao gì đó thì người ta lại về chừng. Tiêu chuẩn rồi vậy nói luôn đi, tiêu chuẩn sao mà cao nè? Không, người ta chỉ nghĩ là tiêu chuẩn cao hay là vấn đề gì đó, hay là nhìn em có bạn trai hay gì đó nên người ta không dám. Với lại thường thì em sẽ ít
show off bản thân mình đang độc thân, em không nói trạng thái của mình đang độc thân hay là đang có người yêu. Chỉ có những người mà thân bên cạnh của em biết, chứ em không có chơi mạng xã hội nhiều, em cũng không có tương tác mạng xã hội nhiều. Đó, dạ, nên là có một số người nghĩ em có người yêu thì em cũng không mặc kệ, em cũng không có chơi, không có giải thích chuyện đó. Dạ. Rồi vậy rồi. Mình không giải thích thì biết rồi, nhưng mà bây giờ thì mình tìm cái người như thế nào nè, mình có khó tính gì không, mình tìm sao? Dạ em thì cũng không, thật ra nếu mà nói về khó tính thì em cũng có một phần, nhưng mà nói là phần bên trong thôi, phần bên ngoài của em rất là dễ tính và rất là gần gũi luôn, như em chia sẻ ưu điểm của em. Còn em nếu mà họ về mong muốn về người yêu thì đầu tiên em sẽ nói từ trên xuống dưới trước. Dạ thì đầu tiên phải, cái điều mà em đặt nặng nhất là phải là sống và làm việc tại Hồ Chí Minh giùm em. Là hiện tại em đang sống và làm việc Hồ Chí Minh, em có gửi profile về chương trình đó. Dạ, là cái thứ nhất, sống và làm việc Hồ Chí Minh. Thứ hai thì về ngoại hình thì em cao 1m6 nên mong muốn bạn nam phải cao khoảng 1m7 trở lên thôi, không có. Dạ. Vẻ ngoài ưa nhìn, không cần quá điển trai đâu, tại vì em cũng rén rén với người như thế thôi, cũng không cần quá điển trai, được thì tốt, không được cũng không sao, ưa nhìn là được, nhìn vào thuận mắt mọi người là được rồi. Dạ. Ưa nhìn là cũng giống như đẹp trai rồi đó bà. Bà ơi, ưa nhìn là ngon rồi. Giữa ưa nhìn và đẹp trai là còn khoảng cách nhiều lắm. Ưa nhìn là em thấy bạn bè xung quanh em, là mọi người đều ưa nhìn hết đó. Cái ưa nhìn á, cái ấy ưa nhìn chứ nó khó kiếm hơn cái đẹp trai đó. Cái ưa nhìn là sao mới gọi là ưa nhìn, chị đúng không? Thật ra em tính nói tiếp theo để mà có thể là nhìn được cái người ưa nhìn như thế nào. Tại vì thật ra là nếu mà nói về tâm sinh tướng, mình nhìn cảm giác cái người đó dễ gần, mình dễ chịu quá chị, là ưa nhìn rồi, đối với em là vậy. Chứ còn nếu đẹp trai thì có thể là em đã tìm thấy rồi, thì em cũng ráng ráng người đẹp trai lắm. Dạ. Về tính tình thì nói về tính tình đi, thì người đó cũng phải có cái vẻ bên ngoài khá gần gũi, tại vì dễ tiếp xúc hơn, gần gũi, thân thiện. Và đặc biệt là em cũng không thích một người quá gia trưởng hay là khó tính thì được, tại vì em cũng thuộc dạng bên ngoài dễ gần nhưng mà cũng hơi khó tính. Nhưng mà bạn nam thì cũng khó tính không sao, nhưng mà đừng có gia trưởng là được. Dạ. Cái mức độ gia trưởng thì em nghĩ trong mỗi con người á, mức độ gia trưởng sẽ có, nhưng mà ở mức nào đó thôi, chấp nhận được, chứ không có phải áp đặt quá, gọi là áp đặt em đi A là phải đi A hay đi B phải đi B, mà hai người phải có sự thỏa thuận với nhau, không quá cái áp đặt thôi. Gia trưởng thì em tin chắc trong mỗi con người sẽ có, kể cả phụ nữ mình cũng sẽ có một phần gia trưởng. Em cũng có luôn ạ. Dạ rồi. Rồi tính tình như thế, còn cách sống thì em mong muốn tìm một người chỉ hai từ là tử tế giúp em, tử tế chân thành. Khi mà nghe chia sẻ thì chị có thể ban tổ chức có thể cảm nhận được chắc phần đó, thì tử tế chân thành và đặc biệt là không có vi phạm những cái gì nó quá đáng là được. Sống lối sống ok, không cần quá lành mạnh, không em không có bắt buộc là không hút thuốc hay không rượu bia gì cả. Cái đó là cái mà xã hội bây giờ người ta cũng đang có, không phải quá khắt khe, nhưng mà đừng có rượu mỗi ngày, uống rượu uống bia mỗi ngày hay là uống thuốc mỗi ngày một gói hay gì đó thì không, chỉ có cái này thỉnh thoảng thì không sao, em không có quá khắt khe vấn đề đó. Dạ. Về cuộc sống gia đình thì cơ bản là được, chứ không quá gọi là chọn quá ưu tú. Dạ. Rồi. Dạ, đặc biệt thì ban tổ chức nói thêm một yêu cầu nữa, thì nếu mà được thì ưu tiên giúp em là người miền Nam, hoặc là em, tại vì em không có, em cách trở của em nhiều nhất là vấn đề địa lý, em cũng không thích quá nhiều di chuyển khi mà phải đi nhiều nơi quá. Miền Nam được thì rất là tốt luôn ạ. Dạ. Cái đó là vấn đề thêm, tốt không được không sao. Dạ. Mình sinh năm bao nhiêu ta? Dạ em 92 ạ. Rồi cái người đó tuổi tác thì sao em? Tuổi tác thì lớn hơn em tối đa 5 tuổi thôi. Em nghĩ là lớn hơn em 5 tuổi là em thấy nói chuyện với em phù hợp, tại vì em cũng nói chuyện từng nhiều người á, thì phù hợp với em hơn. Nhỏ hơn em thì có thể là 2 tuổi là tối đa. Lớn hơn 5 tuổi, lớn hơn em 5 tuổi và nhỏ hơn em 2 tuổi là tối đa của em. Dạ. Rồi em thích ngành nghề gì không, hay không thích nghề gì không? Ngành nghề thì nếu mà được thì có thể nói giúp em cơ bản ngành nghề thì không cần, thứ nhất là trình độ học vấn đi, thì có thể là cơ bản nhất cũng đại học giúp em, tại vì do là em cũng lên học được thạc sĩ nên là em cũng sợ là có sự chênh lệch đối với bạn thôi, cũng như thế thôi. Còn được thì rất là tốt, còn không thì ổn định một xíu là được. Là còn không nghề nghiệp có bắt buộc. Dạ. Thì chỉ có đó là cái yêu cầu thêm thôi, được thì tốt, không được cũng không sao. Rồi. Dạ. Ok, rồi được rồi. Nếu mà em có tài lẻ gì không? Ca hát gì không? Ca hát thì không, nhảy múa thì tạm ổn, nhưng mà do gần đây, mấy năm gần đây tài lẻ của em thì chắc không có nhiều đâu chị, chỉ là tấu hời thì có thôi.
Nói chung cái gì lên sân khấu làm được á, cho nó vui vui. À, sân khấu làm đó. được, chắc em chỉ nói chuyện để người khác vui, là em nói chuyện để người khác vui thôi, chứ còn mà tấu hài à, hoặc là còn làm ca hát nhảy múa thì chắc là em không làm. À, nhưng mà em thì gần, em có cái gì gọi là khuấy động phong trào hay là nói vui thì có. Dạ em Rồi nói ok. cười cũng cười nữa. Dạ Ok em rồi, thôi được rồi, nếu được chọn thì chương trình mình sẽ liên hệ lại rồi trao đổi thêm với em nha. Dạ Rồi rồi. cảm ơn em rất nhiều. Rồi, phần cast của em xong rồi đó em. Mình nói trước hay là ai đấy ạ? Rồi anh chào chị ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình. Mình chủ động chia sẻ về thông tin cá nhân của mình cũng như là những cái điểm mạnh điểm yếu của bản thân ha. Ở đây thì chỉ có là ban biên tập của chương trình thôi, cho nên là mình cứ thoải mái chủ động ha. Cứ tập dượt trước để sau để xem là đến lúc mà gặp bạn trai thì mình có bị run hay không nha. Dạ vâng. Vâng. Chào các anh chị và các bạn. Em tên là Đinh Nguyễn Tố Anh. Em sinh năm 1987 và em 36 tuổi. Tình trạng hôn nhân của em thì thực ra là em đã ly hôn rồi và em chưa có em bé. Thì em cũng rất mong là đến chương trình này thì em sẽ được có cơ hội để kết nối với những ai phù hợp. Cách của em thì em là một người rất là nữ tính, nhẹ nhàng, chu đáo và trách nhiệm. Em là người rất là hướng về gia đình. Ưu điểm của em thì cũng chính là cái tính cách của em, tức là em rất là trách nhiệm và chu đáo, cũng nguyên tắc nữa. Và ai cũng nhận xét là em rất là nữ tính. Về nhược điểm của em thì vì là tính của em nó rất là nhạy cảm, cho nên là đôi khi là em sẽ hơi lơ đễnh, không được tập trung lắm trong câu chuyện, nhưng cũng mong có một ai đó cho những cái suy nghĩ lơ đễnh đấy của mình cho cuộc sống. Về mong muốn của em thì về bạn trai thì thực ra là em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, nên là nếu có cơ hội thì em rất là ưu tiên là được kết nối với một bạn trai nào đấy cũng sinh sống và làm việc ở Hà Nội, hoặc là bán kính cách Hà Nội khoảng 100 km cũng được ạ. Còn nếu không có nguyện vọng như vậy thì mọi người ở trong miền Nam em cũng rất là welcome, em sẵn sàng vào đấy để có thể có cơ hội kết nối cũng không sao ạ. Rồi, ok, bây giờ mình quay trở lại đi. Mình đi làm một lèo rồi, mình chưa có đi vào cá nhân của mình là mình đang làm công việc gì, mình quê ở đâu này. Mình em quê ở Hà Nội ạ. Và em đang làm nhân viên ngân hàng cổ phần trong nước. Nhân viên ngân hàng gì có anh ha? Ngân hàng ở Sài Gòn Hà Nội SHB ạ. Vâng. À, có nghĩa là chuyển công tác vào trong này cũng được đúng không? Vâng, nếu mà phù hợp thì em cũng sẵn lòng. Ok, nhưng mà mình làm vị trí gì ở ngân hàng ha? Em làm nhân viên chính, bọn em gọi là chuyên viên cao cấp ạ. Chuyên viên cao cấp. Vâng. Là hội sở, làm hội sở. Vâng, hội sở Hà Nội. Thì đa số là chuyên viên cao cấp, đa số là làm ở các hội sở thôi chứ không làm ở các phòng giao dịch đúng không? Dạ vâng. Rồi, vậy thì bây giờ là Tố Anh có chia sẻ là mình đã ly hôn rồi, thì cái cuộc hôn nhân của mình là kéo dài bao lâu, và mình tại sao lý do mình chưa có con, nó làm do mình kế hoạch hay là mình ly hôn nhanh quá mình chưa kịp có con? Thực ra là em kết hôn đến lúc mà em chia tay là có 2 năm rồi ạ. Thực ra là bọn em không hợp vì bọn em cũng hơn nhau nhiều tuổi, anh chồng cũ em hơn em 11 tuổi, nên ra là sẽ có những cái nó cũng bị vênh, khi về sống chung nó cũng có những cái bị vênh vì anh ấy cũng hơi gia trưởng. Còn có con thì là bởi vì sau khi kết hôn là em mới tiêm cái vaccine HPV ấy, thì họ bảo là phải tiêm 6 tháng mới được thả bé, thì sau đấy chắc là cũng căng thẳng hay như nào đấy, nhưng bọn em cũng chưa có con. Tức là sau khi mình kết hôn là mình mới đi tiêm cái HPV đấy hả? Lúc mà bọn em quyết định cưới thì bọn em phải tiêm. Thì tiêm xong 6 tháng thì còn phải kiêng 6 tháng nữa, tức là nó mất khoảng gần 1 năm. Thì lúc đấy nó cũng hơi bị áp lực ấy, nên là bọn em chưa có con. Dạ. Nhưng mà vậy thì ly hôn là chỉ vì là do không hợp nhau hay là do cái vấn đề là mình chưa có con thì mình ly hôn? Thực ra là cả hai ạ. Thực ra là cả hai. Vì là em lúc đấy em cũng áp lực và em chưa có con ngay ấy, mà anh ấy cũng nhiều tuổi nên là cả hai đều bị áp lực nên là cũng căng thẳng giữa hai gia đình nữa. Nếu như vậy thì là ly hôn đến đây được bao nhiêu lâu rồi?
Em ly hôn 2014 ạ. 9 năm rồi. Ly hôn từ 2014 đến nay là 9 năm rồi đó hả? Dạ. Rồi trong 9 năm qua thì mình có tìm hiểu ai không? Em có một mối tình là định đi đến kết hôn. Nhưng mà sau đấy thì bọn em cũng không kết hôn. Còn nếu mà ngoài ra giới thiệu thì chắc cũng 2-3 đám. Nhưng mà giới thiệu thôi ạ. Giới thiệu hẹn hò thôi. Cũng không sâu sắc được lâu á. Alo, chị có nghe rõ em nói không? Ừ, chị mình vẫn đang nghe nha. Rồi, ok. Thế thì bây giờ này, sau đó thì mình cũng có một cái mối quan hệ, cũng có định tiến đến hôn nhân. Nhưng mà sau đó thì là gặp nhiều lý do thì mình không có tiến tới hôn nhân được. Thì bây giờ là ngoài cái mẫu bạn trai mình đang mong muốn là ở Sài Gòn, rồi ở Hà Nội hoặc Sài Gòn đều ok. Bây giờ về những vấn đề khác thì sao? Người cũ của mình cũng hơn mình 11 tuổi thì bây giờ người mới thì như thế nào? Ly hôn rồi có con thì bạn có ok không? Dạ em rất là cởi mở nếu mà anh ý tình trạng giống như em hoặc đã ly hôn mà có con cũng được. Nhưng mà nếu mà anh ý nuôi con thì em muốn là anh ý nuôi một bạn thay vì là nuôi hai bạn trở lên, thì bởi vì em không có kinh nghiệm nuôi em bé á. Em sợ là nó sẽ khó hoặc hợp ý. Nếu mà nuôi một con thì vẫn ok. Ừ. Thực ra là một công việc okay. Về công việc thì em cũng muốn là anh ý cũng trình độ như em, tại vì em học thạc sĩ. Thì nếu mà em mong muốn là người bạn đời của em sẽ học từ đại học trở lên và có công việc văn phòng như em, thì sẽ dễ có điểm chung nói chuyện hơn. Về các ngành khác thì sao? Các ngành sư xây dựng hoặc là kiến trúc xây dựng các thứ rồi thì sao? Vâng, thì tức là công việc ổn định ấy chị. Không, vì em xem trên chương trình thì có nhiều anh làm công việc kinh doanh ngoài hay kinh doanh tự do thì em sợ là em không quen lắm. Còn một công việc không biết tả như thế nào nhỉ, tức là công việc ổn định văn phòng ấy chị. Rồi, ok, có anh có năng khiếu tài lẻ gì không ha? Thực ra thì em hát được múa được. Rồi, hát được múa được, ok, hát thử nghe xem nào. À, bài gì nhỉ? Bài gì bây giờ ta? Bài tủ đi. Dạ em thì chỉ hát karaoke chứ em không có tủ chị ạ. Đi với cơ quan thì các bạn bật bài gì thì cứ nhảy lên hát thôi. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xám xơ, những con đường vắng sương mờ, từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm. Vì nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Em ví dụ một đoạn như thế ạ, em xin ví dụ. Rồi, ok. Em cảm ơn chị. Rồi, nếu như mà ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì thường là sẽ phải báo trước tổ anh bao nhiêu lâu thì mình sẽ sắp xếp để mình vào được ha. Dạ chắc là khoảng tốt nhất là 1 tháng, còn nếu không thì chắc là khoảng 3 tuần ạ. Vì em cũng phải sắp xếp. Nhưng mà sẽ ghi hình vào cuối tuần hay là ngày thường ạ chị? Thường là khoảng tầm giữa tuần á. Ít khi nào mà mình ghi hình cuối tuần á. Giữa tuần. Vâng. Và thường sẽ ghi hình ban ngày ạ chị? Đúng rồi. Thì từ chương trình ví dụ như nếu có lịch ghi hình thì sẽ báo bạn trước ít nhất là 1 tuần. Vâng. Thế nên mà nếu mà em casting ok thì chắc là em mong chương trình sẽ liên hệ với em sớm hơn một chút, khoảng tầm 2-3 tuần được không? Rồi, ok. Nếu mà có lịch sớm thì chương trình sẽ báo trước ha. Vâng. Thì cho em dễ chủ động. Ok rồi. Cảm ơn Tú Anh nhiều ha. Vâng. Em cảm ơn các anh. Rồi, bye Tú Anh ha. Dạ.